những hiệu ứng tâm lý xã hội thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng mình xem nhé. Nếu bạn cho rằng ai đó đang theo dõi bạn, hãy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Nếu họ thực sự theo dõi bạn, thường họ sẽ nhìn vào đồng hồ của chính họ. Gật đầu khi đưa ra một câu hỏi sẽ khiến những người khác có xu hướng đồng ý với bạn. Hãy hỏi một ai đó, 44,5 nhân với 2 bằng bao nhiêu? Rất có thể, họ sẽ trả lời là 99. Nếu ai đó đang đếm và bạn muốn làm rối việc đếm của họ, đừng nói những con số ngẫu nhiên như bạn thường làm, mà hãy nói các con số theo thứ tự, bởi vì chúng ta có xu hướng dễ bị gắn vào các khuôn mẫu được sắp xếp sẵn. Khi bạn ở trong một nhóm và mọi người đang cười cùng nhau, người đầu tiên bạn nhìn khi đang cười thường là người bạn gần gũi nhất. Nếu bạn đưa ra cho ai đó một câu hỏi và họ chỉ trả lời một phần câu hỏi, hãy cho họ thêm một vài giây bằng cách giữ im lặng và giữ giao tiếp bằng mắt, thường thì họ sẽ tiếp tục nói ra. Nếu bạn đã nói dối và trong câu chuyện của bạn có một chi tiết nghe có vẻ bối rối với cả bạn, nó sẽ làm câu chuyện trở nên đáng tin cậy hơn. Trong một cuộc đàm phán, im lặng luôn là một vũ khí. Hầu hết mọi người đều không thấy thoải mái với nó và họ sẽ cố gắng để phá vỡ điều đó bằng cách từ bỏ một điểm quan trọng. Mỉm cười nhiều hơn và xem bản thân bạn cảm thấy tốt thế nào, bạn sẽ khiến những người khác cũng cảm thấy tốt hơn và bạn sẽ kết bạn được nhiều hơn. Nếu bạn đang cẩn thận nhìn một thứ gì đó, bạn sẽ lướt từ phải sang trái thay vì từ trái sang phải như bình thường. Nhìn vào trán của một ai đó khi bạn nói chuyện với họ sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái. Nếu bạn khiến bản thân bạn trở nên lớn nhất có thể, ví dụ bạn mở rộng cánh tay và đôi chân của mình để ôm lấy khoảng không gian nhiều nhất có thể chỉ trong 2 phút mỗi ngày, bạn sẽ nhận được hormone testosterone và thúc đẩy sự tự tin của bản thân. Các bạn thấy có đúng không nào? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!